Mấy giờ thấy mấy đứa nhanh khỏe này, đứa nó tệ dạy mày. Đi qua đi chị ơi, em không được không? Đang rồi, sắc luôn à. Hồi trước á là nói rót cái nước ở đây mà răng trừ mấy đứa bỏ luôn rồi. Không không còn ly mà cũng không còn không còn bình luôn. Để nhiều khi mình rót với lại khách nó uống kìa. Cái là răng biết không? Mỗi lần khách hỏi miếng nước á, chạy xuống tốt chứ đáng lẽ phải để đây, phải có đâu. Nhớ lại. Tao không nhé thôi. Tự đứng xói. Tự xử. Tự. Cái môn khỏe hơn tự xử. Mấy này là này có bỏ bình không rồi mà tao không nghe mùi thơm thơm như vậy. Đó chị tự tắt rồi chứ. Cái bình nó không sôi nhưng mà bình nước này. Bữa nay nó không sôi nữa. Sôi chút xíu thôi. Bữa bóc lên bữa nay do nhiều kiểu như sử dụng nhiều lô rồi. Bữa nay có bình bưởi với nó cũng thơm lắm nè. Bưởi anh bay mùa hết. Mùa này thơm, mùa bưởi bưởi khó mua. Phải đặt mua mấy cái này ở bên kia nè, quay nhiều thứ mới nhớ nè. Còn phải chăm chút của bên từng xí từng xí. Trang trí nó mới nhiều tiền đủ thứ. Ví dụ em cưới xong là em tính vẫn đi làm đây đó hả? Rồi hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Em chưa biết ông ở đâu nữa. Thế là có ở đang ngồi đây không? Chưa biết ông ở đâu. Ông đi ra chắc là ở ngồi đây nhưng mà thì đi ví dụ cưới rồi thì em không biết ông ở đâu nữa. Ông không liên quan tới đâu, có đâu em đi làm. Đấy là ta nói mày vậy, ví dụ như hai vợ chồng là ông ở đâu thì ông em thế ở chứ. Thì gần nhau thì thuê, còn không thì ghé riêng với thôi. Ghé bài. Thì đó em nghe em thì ông Toàn nói chị biết đó, chị ở ngoài đâu mà chị ở chứ còn không có. Vui vậy nghe hề hề chứ đáng cái gì thì không biết được, người ta rồi nó cưới rồi nhưng cảm giác khác, thích lại gần hơn thì ai biết. Không, em nghĩ là em nó lá mà chị nó có mưu tính không lâu.
chi mê mày đi rồi mày nó sợ thì tới tuổi đúng năm cưới thôi, tại vì trời chưa biết là đâu ấy chứ. Lại thầy trưởng đang học gì nè nên trời đâu biết là đâu đâu. Học gì nữa? Đang học bên nha khoa. À, rồi chưa. Sao em đâu biết ở đâu, nhiều khi lỡ mở ở trên cùng với chỗ thằng bạn hắn thì hắn đi đâu đó cuối tuần về chứ chứ lẽ em đi theo hắn lại nó làm chi. Có lấy tự nhiên chị dính dính vô chị thì dính được dính dính không được thì chị yêu cho ra cười gì nó nó cười thì mình sẽ thấy gì đọc văn khi bị cười là biết sẽ khác. Thì ta đang nói đó, còn khi mua cưới về à, rồi như khác. Chưa cưới thì nó nói là ai ra cũng được, chứ cưới gì là em có theo anh. Một bên đeo bạn hai, theo bên thôi. Chứ được, chỉ có cái vụ mà ok, để được. Mình kiếm quen mà mới cho em thấy chị á, không gặp cũng quen nó thôi. Chị yên mà, mình cưới nó khó chứ. Cưới nó chán hơn. Yên cũng thấy bình thường, ít khi chán lắm. Mà chờ đó mà còn chờ được thì lấy chi gì chán. Chỉ do cứ bình bình nói chuyện chứ không phải lúc cao trào, lúc lúc thì nhạt nhẽo này thành ra cái đứa đó. Thôi nói chung bình thường. Bình thường, những cái lúc của nó cũng biết đâu. Chị nằm ở đó hả? Không lên không xuống. Nó lên bên hả? Lấy sao xúc sơ. Trời suy nghĩ đi, tới cưới rồi, biết được, tới hôm nó cưới rồi. Nói chung là suy nghĩ của mình, chưa biết ngày mai mình làm gì. À biết, bữa hôm thèm cưới nữa. Không, phải cưới cho chị. Không mày đừng có nói bậy đi. Nó ra là yên ế cả đời luôn. Như đó thiệt là chắc nhát yêu lại luôn á. Hay là chi là chị không nổi yêu lại. Không kiểu như là hắn bình thường quá nên chờ muốn chia tay cho hắn có cái gì gọi là thử cảm giác nữa đó, thử cảm giác là để lâu quá buồn mày thì còn bà Ly khi mô nhiều khi để lâu quá là dễ chưa là khi mô chưa là phải cũng phải ví dụ như 2 năm hoặc là 3 năm hoặc là răng chứ. Chị nghĩ là nên từ từ. Bà Ly chưa muốn hay là ra? Ly bà chưa muốn. Nhà trai muốn rồi hả? Không. Tất nhiên rồi. Vợ về xứ với mẹ luôn. Tự nhiên có vợ nó à. Có được lo lắng này kia đủ thứ trên xứng chứ cha ra không muốn. Và mình lấy xong rồi mình có một gánh nặng hết rồi hả? Mấy phút rồi anh bi là bình thường đó đó, lấy xe đâu lấy xe. Bi làm motor. Anh cho anh chụp đủ thứ trò cái nó cưới rồi. Không làm đủ thứ được cái gì đâu. Nói chung là chị Loan bên Bi là đi từ Lạc Lạc đi lên á. Phần ông đi lên chỗ mua. Ông đi lên mình với chị đó.
lặng lặng vậy, ổng sướng từ nữa trừ. Không có lo gì đâu. Bây giờ em sướng hả chị? Không có sướng, không có cực đâu. Còn là chị không. Không có cái chi. Không lo một cái chi. Cơm có ăn ngày mai cũng bình thường. Thì ví dụ có đói không cũng lo. Tính không lo. Nói chung là bản thân ông tự lo bản thân ông thôi. Chị thì chưa giờ lo được cái gì. Nói chung chị chưa cầm của ông được 1.000, dùng 1.000. Tôi không cầm của chị không. Thiệt mà. Quân chi bà? Tự nhiên nghĩ quân. Là ra? Chị nói chị không cầm cái gì con bi. À, mày nghĩ bay á. Ta lại. Đi không đâu, đi không đâu.